Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Clickbait Channel. Những năm gần đây ấy, thì Realme đang là một cái tên được sướng lên rất nhiều, đặc biệt là đối với những bạn giới trẻ yêu thích những cái trải nghiệm màn hình đẹp này. Chúng ta sẽ có camera ấn tượng và đặc biệt hiệu năng của nó rất tốt, cạnh tranh sòng phẳng với những chiếc điện thoại đến từ Xiaomi. Và trên bàn làm việc của mình đó chính là ba mẫu điện thoại Realme đáng mua nhất ở hiện tại mà các bạn nên cân nhắc. Và không để các bạn ở đâu nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video ngay sau phần intro nhá. Ở đây thì mình đang có đó chính là cả những chiếc máy chính hãng bán ở thị trường chính hãng và có những chiếc máy chỉ bán ở thị trường sách tay. Cái chiếc điện thoại đầu tiên cũng là chiếc điện thoại đang thu hút được rất rất nhiều sự chú ý của các bạn, đặc biệt ở trong phân khúc giá dưới 3 triệu đồng. Đây chính là chiếc Realme C3. Đấy, Realme C3 được rất nhiều các reviewer nổi tiếng đánh giá là chiếc điện thoại có hiệu năng tốt nhất trong tầm giá mà các bạn có thể lựa chọn. Và quả thực đúng là như vậy. Chúng ta sẽ được trang bị con chip là Helio G70 và đi kèm theo đó chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM tùy chọn, tối thiểu cũng sẽ là 2GB. Và lời khuyên của mình đó chính là các bạn nên lựa chọn cái phiên bản bộ nhớ RAM nó lớn hơn, giúp cho chúng ta sẽ có khả năng đa nhiệm tốt hơn. Mặc dù là cái mức RAM lớn hơn nhưng mà mức giá của sở này vẫn còn rất rẻ để chúng ta có được cái hiệu năng chơi game tốt nhất. Và hiện tại thì chiếc điện thoại này cũng đang được bán ra tại Clickbuy với mức giá rất rẻ các bạn nhé. Các bạn nhìn này, với cái mức RAM là 3GB thì chúng ta chỉ cần bỏ ra số tiền đó chính là 2.890.000 đồng. Đó, chúng ta cũng sẽ có hai màu sắc để lựa chọn là màu đỏ và màu xanh. Và thực sự chiếc điện thoại này gần như là best choice trong tầm giá dưới 3 triệu đồng. Tiếp theo đó chính là gương mặt sáng giá trong phân khúc giá từ 3 cho đến 4 triệu đồng. Đây chính là chiếc Realme X. Đấy, Realme X thì được người dùng chúng ta sướng tên bởi cái thiết kế bên ngoài rất đẹp. Chúng ta sẽ có một cái màn hình tràn viền thực sự. Chúng ta sẽ có hiệu năng mạnh mẽ với con chip là Snapdragon 710. Đi kèm theo đó bộ nhớ RAM của chúng ta cũng rất là dư giả và có bộ nhớ trong cũng rất lớn, giúp cho chúng ta có được cái không gian lưu trữ phim, nhạc, tài liệu nó thoải mái. Ngoài ra thì chiếc Realme X này còn được người dùng chúng ta đánh giá cao về phần camera selfie với độ phân giải là 16MP, có sẵn bộ lọc làm đẹp nên là các bạn tin mình đi, mua về là các bạn sẽ ưng ngay những cái bức ảnh chụp bằng camera gốc của sở này. Và chưa dừng lại đấy thì hệ thống camera sau của nó cũng rất ấn tượng nhé. Chúng ta sẽ có 48MP ống kính chính và cái sự bổ trợ của ống kính 5MP. Tất nhiên là cái sở này nó không có ống kính ultra wide, nó sẽ là điểm trừ. Nhưng mà chất lượng ảnh chụp bằng camera gốc thì thực sự rất là ấn tượng. Và tốc độ bắt nét này, các bạn nhìn này, nhanh không ạ? Quá trời là nhanh. Ống kính macro luôn cũng bắt nét nhanh. Đó, cực kỳ tuyệt vời. Và với tầm giá từ 3 cho đến 4 triệu đồng thì chiếc Realme X đang là một trong những lựa chọn rất tốt được anh em quan tâm rất là nhiều. Và cụ thể nhé, khi các bạn truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả thì các bạn sẽ đến với Clickbuy, các bạn tìm cho mình với cái tên là Realme X ý, thì mức giá của em nó chỉ là 3 triệu 490.000 đồng mà thôi. Đấy, thiết kế bên ngoài rất đẹp luôn. Và cuối cùng đó chính là lựa chọn ở phân khúc giá từ 6 cho đến 7 triệu đồng. Đây chính là chiếc Realme X 50 5G. Đấy, chiếc điện thoại 5G giá rẻ đến từ Realme. Chúng ta sẽ có những cái công nghệ tiên tiến nhất trong cái mức giá rất rẻ. Cụ thể khi mà bạn truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả thì chúng ta đến với Clickbuy, các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền vào khoảng là 6 triệu 990 nghìn đồng là có thể dinh ngay một chiếc máy mới 100% nguyên siêu, các bạn tự tay bóc hộp. Và ngoài ra thì chiếc Realme X50 5G này nó còn được người dùng chúng ta đánh giá cao bởi cái thời lượng pin của nó rất tốt các bạn nhé. Chúng ta sẽ có 4.500 mAh và kết hợp theo đó chúng ta sẽ có cái sạc nhanh với công suất sạc lên tới là 30W, nên là chúng ta sẽ có thời gian sạc vào sở này nó rất là nhanh mà thời gian sử dụng nó rất là lâu. Tiếp theo nữa đó chính là điểm cộng về phần màn hình. Chúng ta sẽ được đú theo cái xu hướng màn hình dạng đục lỗ và nó sẽ lệch sang bên tay trái, nhìn nó khá là duyên dáng. Với quan điểm của mình ý, thì mình không thích cái kiểu ở bên tay trái cho lắm, mình thích ở bên phải hoặc là bên chính giữa. Điểm cộng tiếp theo của chiếc Realme X50 5G này được người dùng chúng ta đánh giá cao đó chính là về phần camera. Khi mà chúng ta sẽ có được đó chính là 64MP ống kính chính này, ống kính ultra wide độ phân giải sẽ là 12MP này,
ống kính đo độ sâu trường ảnh, độ phân giải là 20 MP và sự bổ trợ của ống kính 8 MP, tổng thể là 4 camera đằng sau và 2 camera đằng trước rất ấn tượng, 16 và 8 MP. Chúng ta có cả ống kính góc rộng ở camera trước luôn. Thực sự đây là một trong những cái camera phone rất ấn tượng để người dùng chúng ta có thể phân vân ở trong phân khúc giá. Các bạn nhìn này, đấy, đấy, chuyển qua chuyển lại hai ống kính, nó quá trời là tiện, giúp cho chúng ta chụp ảnh nhóm người nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Tập trung lại thì mình đã chia sẻ với bạn về 3 mẫu Realme đáng mua nhất, ấn tượng nhất ở thời điểm tại. Vậy thì các bạn đánh giá sao về 3 mẫu điện thoại này, và nếu để lựa chọn, các bạn sẽ lựa chọn chiếc điện thoại nào, hay là các bạn sẽ lựa chọn cái mẫu điện thoại nào khác, thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.